Cảm ơn quý vị khán thính giả với giữ làn sống của Đài Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Á Châu. Nga và Trung Quốc chỉ trích phương Tây tìm cách chia rẽ. Ngoại trưởng Nga và Trung Quốc chia sẻ quan điểm rằng Mỹ và các nước châu Âu đang cố gắng gây bất hòa, cản trở phát triển kinh tế hai nước. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 10 tháng Giêng lần đầu điện đàm với tân Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương. Trong đó, cả hai nhất trí rằng chính sách của Mỹ cùng các nước đồng minh nhằm xúi dục Moscow, Bắc Kinh đối đầu là không thể chấp nhận được, theo thông cáo từ Bộ Ngoại giao Nga. Hai ngoại trưởng còn cáo buộc phương Tây kìm hãm sự phát triển kinh tế của Nga và Trung Quốc bằng cách áp đặt các biện pháp hạn chế và trừng phạt. Thông cáo cho biết thêm, hai giới chức Nga, Trung đều hài lòng với tiến triển nhanh chóng của đối thoại chính trị song phương và hợp tác thiết thực. Ông Lavrov và ông Tần cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc hội đàm trực tuyến cuối năm 2022 giữa Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong việc đóng góp vào sự phát triển ổn định và nhất quán trong mối quan hệ giữa hai nước. Trong 11 tháng đầu năm 2022, kim ngạch thương mại Nga Trung là 172,41 tỷ Mỹ Kim, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Đại sứ Trung Quốc tại Nga nhận định đây là bước tiến vững chắc hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại hàng năm đạt 200 tỷ Mỹ Kim vào năm 2024 do lãnh đạo hai nước đặt ra. IMF chỉ ra cú hích với kinh tế châu Á hậu đại dịch. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa đưa ra những nhận định về nền kinh tế châu Á hậu đại dịch và xu hướng phát triển trong năm nay. Theo các chuyên gia IMF, sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ của châu Á sau đại dịch đang dần mất đà do những yếu tố như điều kiện tài chính toàn cầu thắt chặt cầu xuất cản giảm, sự giảm tốc sâu và bất thường ở Trung Quốc khiến cho triển vọng kinh tế trở nên u ám. Nhưng bất chấp những thách thức, các chuyên gia tại IMF vẫn nhận thấy là con đường này đầy hứa hẹn để thúc đẩy năng suất tại châu Á. Con đường này chạy qua lãnh địa mà châu Lục vốn đã giữ vị trí tiên phong, đó là số hóa. Nhóm viện chuyên gia đã viết như trên. Với vai trò đầu tàu sản xuất chế tạo, châu Á giữ vị trí tiên phong toàn cầu trong lắp đặt robot công nghiệp. Trung Quốc là quốc gia sử dụng robot nhiều nhất, chiếm khoảng 30% toàn thị trường. Các tập đoàn Rakuten của Nhật Bản, Alibaba của Trung Quốc và GoTo của Indonesia là những ông lớn trong thương mại điện tử. Doanh thu của các công ty này sánh ngang với Amazon và Walmart của Hoa Kỳ. Sự tiên phong của Ấn Độ trong giải pháp hạ tầng số uh, Stacks, tức là xếp lớp, đã biến cho quốc gia này thành hình mẫu về cách thức kết hợp công nghệ thanh toán số và định danh để mở rộng tiếp cận tài chính. Theo tính toán của Quỹ Tiền tệ Thế giới IMF, năm 2020, doanh thu thương mại điện tử ở Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ tăng 40-50%, tốc độ lớn hơn phần lớn quốc gia khác trên thế giới. Trung Quốc ký thỏa thuận năng lượng 540 triệu Mỹ Kim với Taliban. Dù không chính thức công nhận Taliban là chính phủ hợp pháp của Afghanistan, nhưng Trung Quốc đã ký thỏa thuận đầu tư 540 triệu Mỹ Kim với Taliban để bảo đảm an ninh năng lượng. Đây là thỏa thuận đầu tư có quy mô lớn đầu tiên kể từ khi Taliban tiếp quản Afghanistan vào tháng 8 năm 2021. Quyết định ký thỏa thuận năng lượng với Taliban cho thấy thế tiến thoái lưỡng nan mà Trung Quốc phải đối mặt khi đề cập đến vấn đề an ninh năng lượng. Là quốc gia đông dân nhất thế giới và là một gã khổng lồ về công nghiệp, Trung Quốc là nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới. Nước này không có đủ nguồn lực trong nước để đáp ứng nhu cầu năng lượng liên tục tăng cùng với đà phát triển kinh tế. Do đó, Trung Quốc trở thành nhà nhập cảng rồng, dầu thô và khí đốt tự nhiên lớn nhất của thế giới. Đây cũng là lý do Bắc Kinh gần đây thúc đẩy quan hệ đối tác với Nga ecuador và các quốc gia vùng vịnh ở trung đông Mặc dù mối quan hệ của Trung Quốc với các quốc gia này vẫn bền chặt, song nhập cảng năng lượng của Bắc Kinh từ đây lại gặp một vấn đề lớn, đó là những nguồn năng lượng này ngoại trừ từ Nga đều phải được nhập cảng bằng đường biển và thông qua các khu vực nhạy cảm có sự hiện diện quân sự của Mỹ. Trong trường hợp xảy ra xung đột lớn, Washington gần như chắc chắn sẽ tìm cách cắt đứt nguồn cung cấp năng lượng của Trung Quốc. Số người thiệt mạng do Covid-19 ở Nhật Bản tăng mạnh, chỉ trong 5 tuần, số ca tử vong do Covid-19 tại Nhật Bản tăng thêm 10.000 ca. Số Tổng số ca tử vong do Covid-19 ở nước này giờ đây đã vượt mốc là 60.000. Theo báo Asihi cho hay, phần lớn số ca tử vong do COVID-19 tại nước này là người cao tuổi, chủ yếu những người ở độ tuổi 80. Theo đài NHK, các cơ quan y tế của Nhật Bản đang báo cáo số ca tử vong do COVID-19 cao kỷ lục, với khoảng 400 người chết mỗi ngày. Các chuyên gia cảnh báo tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn trong những tuần tới. Các giới chức y tế trên khắp nước này đã xác nhận 407 ca tử vong mới do COVID-19 vào ngày 8 tháng Giêng. Tỉnh Aichi ở miền Trung đã chiếm nhiều nhất trong số 47 tỉnh thành của Nhật Bản với 44 ca, tại Tokyo 30 ca. Hầu hết thì các nạn nhân đều trên 70 tuổi. Một người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà ở Tokyo cho biết là những người dễ bị tổn thương cần thêm sự giúp đỡ. Giáo sư Hamada Asuo tại Bệnh viện Đại học Y Tokyo nhận định như sau. Số ca nhiễm hàng ngày chưa chính thức vượt quá con số của đợt dịch vào mùa hè vừa qua, nhưng có khả năng con số ca nhiễm thực đang cao hơn nhiều so với các đỉnh dịch trước đó. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao chúng ta chứng kiến số người chết cao kỷ lục. Thái Lan bỏ quy định du khách phải có chứng nhận tiêm vaccine COVID. Thái Lan vừa thông báo hủy bỏ quy định yêu cầu du khách xuất trình chứng nhận tiêm vaccine COVID không lâu sau khi công bố chính sách này. Theo hãng tin Reuters, khi công bố hủy bỏ chính sách mới vào ngày 10 tây tháng Giêng, Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul giải thích với báo giới rằng không cần chứng nhận tiêm vaccine COVID vì phần lớn người dân toàn cầu đã có đủ miễn dịch. Trong khi đó, những người chưa tiêm vaccine COVID vẫn sẽ được phép nhập cảnh mà không bị hạn chế. Hiện chưa rõ lý do Thái Lan đột ngột hủy bỏ chính sách mới sau khi công bố chính sách này tuần trước. Thủ tướng Thái Lan gia nhập đảng mới. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha, 68 tuổi vào ngày 10 tháng Giêng, thông báo trở thành thành viên của đảng Rumantai Sarangchart, quốc gia Thái Lan thống nhất. Đảng này mới được thành lập và đã cam kết đề cử ông Prayut làm ứng cử viên thủ tướng trong cuộc bầu cử sắp tới. Hành động này hoàn tất sự chia tách của ông Prayut với đảng Palang Pracharath do quân đội hậu thuẫn bên mà đã ủng hộ ông trở thành thủ tướng cách đây 4 năm. Thủ tướng Thái Lan gia nhập đảng mới trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ dành cho ông trong các cuộc thăm dò gần đây giảm dần. Ông Prayut lên nắm quyền sau cuộc đảo chính vào năm 2014, nhưng tòa án hiến pháp của Thái Lan phán quyết rằng nhiệm kỳ của ông được tính từ ngày 6 tháng 4 của năm 2017. Do vậy, nếu chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5, ông có thể tiếp tục nắm quyền đến năm 2025 theo giới hạn là 8 năm được quy định trong hiến pháp. Diễn biến mới vụ cô gái Ấn Độ chết lõa thể sau khi bị xe kéo lê. Sáu người bị buộc tội lái xe hơi tông và kéo lê người phụ nữ Ấn Độ ở New Delhi bị tạm giam 14 ngày. Video hiện trường cho thấy hai nghi phạm xuống xe sau tai nạn và thấy người mắc kẹt. Trong số các nghi phạm bị bắt giam có Ashutosh, chủ phương tiện gây án. Các bị cáo đã được đưa đến trại giam và tham dự phiên tòa thông qua video. Nghi phạm Ashutosh đã nộp đơn xin tại ngoại. Những nghi phạm trên bị bắt sau khi lái xe hơi tông trúng và kéo lê Anjali, 20 tuổi, khoảng 12 km sau vụ va chạm. Nạn nhân sau đó được phát hiện trong tình trạng không còn quần áo trên thơ cơ thể. Cảnh sát New Delhi cho biết đang điều tra một âm mưu cũng như vai trò của nghi phạm Ashutosh trong vụ việc. Cảnh sát hiện đã ghi nhận lời khai của 20 nhân chứng. Video hiện trường ghi lại cảnh hai nghi can đã xuống xe chỉ 2 phút sau vụ tai nạn và thấy ai đó mắc kẹt dưới gầm xe. Nghi phạm ban đầu nói rằng không nghe thấy tiếng phụ nữ mắc kẹt bên dưới do tiếng nhạc lớn từ trong xe. Tuy nhiên, nghi phạm sau đó thừa nhận họ biết nạn nhân mắc kẹt dưới gầm phương tiện nhưng không dám dừng lại vì sợ hãi theo Times of India. Cảnh sát nói đã lên lịch thẩm vấn trực tiếp các nghi phạm và tìm thêm nhân chứng. Hiện cảnh sát đang dùng công nghệ nhận dạng khuôn mặt thông qua CCTV. Các nghi phạm đang đối mặt với cáo buộc ngộ sát và lái xe bất cẩn. Cảnh sát sẽ kiểm tra thính giác nghi phạm, yêu cầu tại ngoại của Ashutosh cũng được xem xét vào ngày 10 tây tháng Giêng. Và đó là những bản tin Á Châu. Chúng tôi sẽ trở lại cùng phần tin Việt Nam trong giây lát. Xin mời quý vị vẫn giữ màn hình.